giữa trời đường trời luôn, tới Thanh luôn, cũng bây giờ ba đứa ngoài đường á. Ghê vậy. Vậy là ba thằng con trai là chết ở ngoài đường không ha? Ừ, giờ hết rồi, còn ba đứa cháu gái rồi. Trời ơi trời, dạ dạ. Ghê thì chứ. Không biết cái nghiệp gì, tôi cũng không hiểu số mạng gì ở chú ơi. Dạ. Cái thằng kia chết, cái xe cán nhịp đép luôn. Vậy rồi của mình có bắt được cái xe không, đó không? Cái xe tải nó bỏ luôn trong đêm mưa luôn. Vậy là của nó trốn luôn ha? Trốn trời luôn. Ơi trời, gì mà ác. 43 tuổi. Ác dữ. Thì là cả năm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì sáng nay bạn thì trong lúc 9 giờ sáng này thì sẽ đưa cho cái người anh các bạn thì đã qua đời tại ngay chân cầu Kinh Cục các bạn. Thì nằm cầu Kinh Cục các bạn thì nằm ở cái chân là đường Võ Thị Sáu nha, phường 1 thành phố Vĩnh Long. Thì hôm nay các bạn thì đưa anh đi thi hỏa táng các bạn thì trong chạy hòm của Mười Tịnh nha. Là sẽ lo cho anh là từ A đến Z nha. Đó, thì hôm nay nghe những cái giây phút mà để đưa cho anh đi an nghỉ á, là hôm nay Tí La Cà Lâm sẽ quay lại cho mọi người cùng xem lại. Đây là mẹ của cái người qua đời luôn các bạn ơi. Bây giờ đó các bạn thì phải đi ra xã lấy một cái giấy chứng nhận nha, rồi xong rồi phải đi đóng mộc nha, đóng mộc rồi là máy đưa cho cái người anh đã bị qua đời ngay chân cầu Kinh Cục bạn, là máy đi thiêu hỏa táng được nha. Thì mà các bạn thì năm nay các bạn thì anh trai qua đời này bạn thì ảnh hưởng dương được là chính xác các bạn, là trong gia đình nói lại nha, là năm nay là ảnh hưởng dương được là 48 tuổi nha. Chết luôn đó là tôi không có gặp, nhưng mà lúc nó về á là nó đi lum khum, nó đi hết nổi rồi. Yeah. Đó rồi tôi mới hỏi nó về nó nghe nó xin tiền mẹ nó mà mẹ nó không có tiền. Yeah. Ngay á đó rồi cái nó đi nó không có tiền thôi, cái nó đi lên tới có thằng bạn nó chở. Yeah. Cái tôi mới nói thôi cô cho con nè 200 nè mày đi ra mua mày thuốc mày uống đi, tôi cứ nghĩ là nó đau nhất thôi. Thì chiều về cái thằng Minh, thằng đang nói chuyện em ở sớm nè, nó nói em đưa nó vô bệnh viện rồi chị nó ở trên lầu 5 á. Thì nói cho lòng tôi á, tôi nói thật, tại tôi ít có về đây thường lắm, tôi ở dưới biển á, thằng con tôi nó cũng chết rồi, không có ai ở nhà này. Nên về cái nghe hồi tối này nó chết, tôi nói trời ơi tôi ngậm ngùi, chú ơi chú biết nó đi gì nè, nó đi cái lưng nó cong gì nè. Mà cái tay chân nó nứt như trái dưa gan hết. Ngộ cái cô. Nó nứt hết trơn. Con nghe nó hô là hai cái giò của anh bự, nứt nẻ bự, nó bự dữ lắm. Dự chú dòm như là trái dưa gan luôn á. Yeah. Nó nứt như trái dưa gan vậy, nó tội dữ lắm luôn. Yeah. Rồi cái tôi suy nghĩ. Cô là cô ruột của anh qua đời hết không? Cô ba nó thứ sáu, tôi thứ bảy. Dạ, cô ruột. Mà nói chung ra đó chú biết không, con người nó cũng nên dữ lắm chứ mà là không. Nó làm tờ hồ, chú biết một ngày biết bao nhiêu tiền ở sự. Thời đó là 300 ngàn mà nó đã là thợ rồi đó. Yeah. Không biết sao nó ảnh hưởng cái cuộc sống sao mà
Ghét con người nó tệ vậy. Dạ. Giờ nó còn đứa con, nhỏ gái nó 5-6 tuổi rồi cũng dễ thương lắm. Dạ. Mà tôi không biết ở đâu đây. Ủa nhưng mà hôm nay rồi của mình có báo đặng cho con gái đi về đặng là đưa tiễn cho ảnh đi không con? Tôi cũng không biết nữa, nói chung là tôi ở không có ở thường trên đây. Dạ. Con cháu thì thương, gặp mặt thì tôi cũng hay cho tiền lắm, tôi đâu có làm gì tiền nhiều, chú mình bán mắm bán khô mà. Dạ. Thì gặp lần cho 200, 300, 100 uống cà phê vậy thôi. Dạ. Rồi chập này nó đi cả tháng mà tôi không gặp nó. Dạ. Thì hồi hôm đó con nghe ở ngoài Vĩnh Long ta nói không là khi ảnh gần qua đời như là kiến bu rồi đó ta. Vậy là không lẽ là ảnh có bị bệnh tiểu đường gì không hay con? Nhưng mà sao lại chưa chân mà kiến bu rồi? Tôi nói chung tôi không biết nó bệnh gì. Thật yeah. sự tôi cũng không có con cái thì nó cũng có vợ, có con nó đi tập lâm hết trơn à. Yeah. Nhưng mà bữa ngày hôm kia đó, rồi cách ngày hôm qua nó mất. Tôi gặp tay chân nó rồi tôi la trời luôn. Yeah. Trời ơi Thanh ơi, con sao nông nổi dữ vậy Thanh. Yeah. Mày ăn gì không? Vô cô bảy nấu cho mẹ ăn. Yeah. Nếu mà con không có ăn được cô ơi. Trời ơi, nói vậy luôn hả con? Tức ruột thì sao? Mình đi đối với đứa con gái cũng đâu đây nè, nó trên cậu đầu nè, rồi phải rồi nè. Yeah. cái người mà tại hiện trường á, ta nói là hồi trưa ngày hôm qua nó có nó còn nắm tay nó dẫn con nó cưng con nó nhìn yeah. luôn. Bữa về rồi nó nằm ngủ trên đó đó, nhỏ này ra chơi té với hồ á, chú biết cũng may mắn tôi nghe một cái đùng tôi dợm ra tôi nhào xuống tôi hốt nó lên thôi là chết rồi. Dạ. Nó gái khôn dữ lắm luôn, nó khôn cực kỳ là khôn. Dạ. Mà nó đẹp nữa chứ phải nói xấu đâu. Dạ. À, nghe nói nó bệnh hoạn vậy vợ nó bỏ nó rồi. Dạ. Tôi nghe nói thôi chứ tôi không gặp vợ nó. Dạ. Nói chung con vợ nó thì dân cũng thì nồi nào dung nấy chú cũng hiểu mà. Dạ. Nói chung cha nó cũng không có đồng ý trong công việc con vợ nó đối xử con này nó xảo trá đó. Dạ. À, thì nó không có được tình thương của gia đình. Yeah. Nói chung cô chú cha mẹ bên chồng không ai quý mến nó là vì nó không có thật tâm mấy chú. Yeah. Thì sống cái gì người ta cũng thích cái thật. Yeah. Người nào cũng biện lần hai lần người biết cũng cảm thấy buồn. Ủa, cô cho hỏi giống như là từ hồi mà ảnh đã thôi vợ là cách nay là bao nhiêu lâu con? Tầm năm rồi đó. Tầm năm ha. Ừ. Là cũng như là hai người là không có qua lại, không có dẫn con đồ đi về đây hết ha. Không, con đó không có về nhưng mà Thanh thỉnh thoảng nó có dẫn chú. À dạ dạ dạ. Về nó chơi. Dạ. Nói chung nó cũng thương con nó lắm. Ngày xưa chú biết nó làm tiền dữ lắm đó nha. Dạ. Làm thợ hồ mà thợ chánh luôn mà. Dạ. Sài Gòn mà nó làm hồi năm 90 mấy tới giờ. Dạ. Hồi nó mới 20 là đã thành thợ rồi đó. Dạ. Giỏi lắm. Thiệt tình. Trời ơi chú ơi, tôi hồi hôm tôi đâu có ngủ. Nói chứ chú thấy công vật mà nó bị bỏ quan mình còn thấy đau khổ đựng đó con cháu. Dạ. Yeah. Tôi ngậm ngùi dữ lắm mà biết sao giờ, thôi kệ cháu nói vậy cho linh hồn nó về cõi thiên đường đi chứ. Yeah. Tôi không biết làm sao. Thì bụng làm dạ chịu. Vậy là trong nhà có bàn cũng như mình thiêu cho ảnh rồi là những cái hài cốt là mình đem đi về nhà để làm mình thờ ảnh hả cô? Chắc có lẽ là nó cũng đem về nhà vài bữa mới đem vô chùa, tại vì cho nó về nhà hồi đó anh hai tôi ở Sài Gòn chết cũng đem về nhà. Yeah, yeah, đó. Yeah, yeah. Đem về nhà vài hôm rồi mới đi gãi cho cốt dưới biển. Dạ dạ dạ. Anh hai Sài Gòn. Dạ. Đây giờ cô chú bà buộc nó không hồi đâu con, vì nhà tôi có 8 anh em trai có mình tôi là gái. Dạ. Dạ 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 dạ. Con cảm ơn con. Dạ. Dạ dạ. Thì chú ơi thì ở đây thì như là cái hội từ thiện thương thì đưa giúp cháu dạ, dạ, dạ. Vậy thì tôi cũng cảm ơn. Dạ, dạ. Tôi không biết làm sao, ví dụ mình lo lắng lo chuyện nhỏ thôi chứ chú thấy cuộc sống giờ mà ai cũng khó khăn. Dạ. Tôi hả là chú biết một mình tôi á làm mắm mà tôi bán tôi bỏ tôi mần chú biết cực dữ lắm rồi. Dạ. Chai sẵn cả tay chứ đâu phải mình có. Dạ. Tiền dễ đâu. Ủa rồi ông xã cô đâu? Ông xã cô chết thăm mấy năm. Dạ 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 dạ. Dạ. Rồi cái thằng con thì nó cũng ở đây mà hôm đó nó bị tiểu đường á chú, rồi cái nó đi nhậu cái nó cũng chết ở ngoài cái chỗ sông Tiền á hồi năm rồi tháng 7 đó. Dạ dạ. Nhưng mà con của cô chết thì nói chung gia đình cô lo hoàn hảo lắm. Yeah. Nói chung là nhà mộ vậy đó. Dạ 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 dạ. Thanh này, ủa nhưng mà cái anh qua đời này mẹ ảnh còn không mấy con?
Hả bạn ha. Dạ dạ dạ, tại vì mới hôm nay con không có thấy, tại vì con không biết á. Hả bạn. Dạ dạ. Anh Sáu tôi là anh ruột, anh thứ Sáu tôi thứ Bảy. Dạ. Dạ dạ dạ, con cảm ơn con. Thôi kệ mấy chú thương tình giúp đỡ cho nó đi, khỏi Phật đi, cho nó được yên nơi yên chỗ. Cũng còn đỡ hơn là cha nó lo. Anh Sáu tụi anh khó khăn lắm, hai vợ chồng già rồi, chú thấy đâu có làm vô tiền. Có ba đứa gái đó, ổng nhờ là ba đứa đó đó cung cấp lương thực cho ông ba ăn. Chứ trai thì ba đứa chết hết rồi. Vì nhà của chú là ba người trai chết hết luôn hả? Chết chờ. Ba đứa gái, ba thằng trai. Dạ, cái thằng con trai nhỏ đó, thằng Thái đó, thằng đó đó nó cũng đi bán vé số, nó lo gia đình lắm. Đi đám cưới kế bên là cái nạm giỏng. Rồi cũng chết nắng luôn. Rồi cái thằng anh á, cái thằng Thới á, thằng trên bàn thờ đó, nó đi làm hồ ở Sài Gòn, cái nó đi đi làm về giấc tối khuya á, bị trời mưa cái xe tải cán nó bỏ luôn, nhỏ cũng chết giữa trời, đường trời. Luôn tới thành luôn cũng ngoài đường, ba đứa ngoài đường á. Ghê vậy. Vậy là ba thằng con trai là chết ở ngoài đường không ha? Ừ, giờ hết rồi, còn ba đứa cháu gái rồi. Trời ơi trời. Dạ dạ. Ghê vậy. Không biết cái nghiệp gì, tôi cũng không hiểu số mạng gì đó chú ơi. Cái thằng kia chết cái bờ xe cán nhịp đép luôn. Vậy rồi của mình có bắt được cái xe đó không? Cái xe tải nó bỏ luôn trong đêm mưa luôn. Vậy là của nó trốn luôn ha? Trời ơi trời, gì mà ác. 43 tuổi. Ác dữ. Mà nó giỏi lắm, cũng đi làm thợ hồ đó chú. Kiểu đi về chiều đó, rồi cái trời mưa bão á. Cán nó bỏ luôn. Trời ơi rồi trời. Ở đây nghèo mà đâu có tiền đâu mà điều tra. Ủa như vậy rồi cũng phải cơ quan chức năng được, người ta không, cũng phải vào cuộc chứ. Ở trên đó là trên Thủ Đức không ai để ý tới luôn. Trời ơi chết luôn. Vì mình này mỗi lần chú thấy đi xe lên cả vấn đề khó rồi. Chú nghĩ người hay chi mình có tiền có bạc nhiều thì chú chạy chú điều tra chú lo là chỗ này kiểu anh tôi ảnh đâu có điều kiện để đi, chú thấy không? Xe cậu đi lên phải đi xe đò, rồi chú thấy đi tìm được một người vô cơ quan đâu phải dễ đâu chú. Khó lắm. Nói chung về pháp lý á, người ta nói á thì dễ, nhưng mà chú thấy chứ không phải dễ đâu chú. Khó lắm. Rồi cái thằng kia đi đám cưới, cái tối ca hát nhảy múa rồi chơi đã, nằm ngoài giấm ngủ, cái tới trưa người ta phát hiện cũng chết nha. Trời ơi trời. Người tới miền Thanh này cũng chết ngoài đường. Không đứa nào chết được. Mà ngày qua con nhìn thấy ổng nằm ngay chỗ cái cây cục điện á. Cục điện là ở ngay chỗ đâu? Ngay chỗ cái cây cầu Kinh Cục á. Cầu Kinh Cục. Là ngay chỗ đó là nó có một cái công viên. Là ngay chỗ đó là nó có một cái công viên kế bên cầu Kinh Cục luôn. Là anh nằm kế bên cái cây cột điện là chết. Nhưng mà con thấy có cái mền đó. Cái mền màu đỏ đỏ. Chắc có ai đắp cho nó. À. Chắc người ta thương tình. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ tôi giúp chị lắm chú biết không? Tôi mà đi đường tôi gặp ai mà tai nạn đó, tôi chở về tới bệnh viện tôi ở đó tôi nuôi luôn. Cuối cùng người thân là tôi mới về. Dạ, thôi kệ đi, mình làm phước mà mình ở hiền nghiệp lành đi chứ giờ không biết sao. Bây giờ tôi cầu mong vậy. Dạ. Con cảm ơn con. Dạ. Thì mà các bạn thì bây giờ các bạn thì mấy anh em của Chè Hầm của Mười Tỉnh các bạn thì đang chuẩn bị nha. Rồi sẽ đưa cho anh trai đi thiêu hỏa táng luôn các bạn. Ra ngoài đi. Úc à. Để mà.
Mà các bạn thì sớm các bạn thì tí là cả năm bạn thì cũng có quay cho bạn xem, thì sáng nay các bạn thì lúc 9 giờ thì có đưa cho một ông anh đi lên lò thi quá tán xe đét, thì trong gia đình và chạy hòm 10 tỉnh là chạy hòm không đồng nha, để đưa cho anh đi lên lò thi quá tán xe đét luôn các bạn. Thì hồi sớm cho bạn thì trong gia đình và tí là la cả năm và chạy hòm 10 tỉnh bạn thì đã đưa cho anh đi an nghỉ cuối cùng, bạn thì đưa thì nãy giờ thì giờ tí la cà lâm thì không có đưa theo ông anh đi được nha, thì thôi giờ tí la cà lâm kết thúc video ở đây luôn các bạn. Thì mình mong các bạn hãy ủng hộ cho tí la cà lâm, bạn hãy cho tí la cà lâm một cái chia sẻ và cái đăng ký kênh luôn các bạn. Bây giờ tí la cà lâm bye bye các bạn nha, bye bye.